bên Việt Nam mình có cái thói quen là nâng mấy cái phụ huynh, tức là thân phụ và thân mẫu của các linh mục hay cả các tu sĩ nữa lên hàng cố. Bên tôi có một cha chịu chức thì ông cố tên là Nguyễn Văn Chấp. Tự nhiên trong cái người MC trong buổi lễ nói hôm nay là thánh lễ mở tay của linh mục đó và xin kính mời gia đình ông cố Chấp lên. Ông ấy giận quá ông không lên. Thì lúc đó đáng lẽ phải đọc là ông cố Nguyễn Văn Chấp hay cái gì đó, tự nhiên nó ông cố Chấp. Các bà rất thính tai quý vị ơi, nhưng mà hay giả điếc lắm. Có hai trường hợp giống như các ông này đó, hay giả điếc. Ví dụ nói, ủa sao tụi em không thấy chị quét cái hàng lang đó, em có nghe ai nói gì đâu. Mà điểm thứ hai mới vui là mỗi lần người ta khen đó là giả điếc. Trời ơi, chị về Việt Nam đó hả, mà cái áo dài đẹp quá vậy, chị nói gì vậy? Để người ta nói lại lần nữa.